sao mic bị rè? Chắc do lúc edit chứ. Tao nói như này mic có rè không? Không, nhưng mà trên stream ấy, mày phải xem lại stream của mày cơ. Mày nghe bằng loa, mày nghe bằng điện thoại ấy. Bình thường mày không nói gì thì không có tiếng, nhưng mà mày nói là đi kèm với giọng mày sẽ là tiếng. Tao nghĩ là quạt. Tao nghĩ là quạt. Chỉ có thể là quạt đúng không hiểu? Chỉ có thể là quạt. Only fan. Yo. Long mua stream deck ấy, Long à. Mua mà. Mua đi. Mua mới đi, gì đưa cho tao để tao mua. Tao lười mua cái mới quá. Mua cái mới lại phải mẹ đi xe máy ra tận đây. Đặt về nhà. Đặt về nhà là phải ngồi đợi mẹ đau hết cả đít. Hay mày đi mua cho tao hộ tao cái, mày ra tao okay. Bây giờ Long ơi, tao có ý tưởng này. Mày mua trick to, xong tao mày trick. Được không? Không. Tao lỗ mày lỗ. Mẹ mày gài vào tao á. Tưởng mày ngu quá ra này. Tao ngu. Thế nhở? Thôi bây giờ như này. Tao mua trick to, mày mua trick của tao, xong tao mày trick. Được không? Được. Mẹ mày tao được làm sao ấy. Thật là mày được tao không? Kiểu kèo kèo cùng kiểu gì. Mẹ tao đặt đồ ăn thanh toán qua app xong tao bùng hàng. Được quá. À, bom hàng luôn. Vào dùng chết đây, vào. Có. Tao phải bỏ lại, vào lại này, tao mất rồi. Mất này, 1, 2, 3. 2. Spike down mid. Nice. Mày Hoàng là ba. Thằng con lại ỉa thôi. Bọn trẻ con nhiều đứa ỉa tràn cả đỉm. Nhiều quá thì nó cũng phải tràn ra ngoài chứ. Hiểu mày yêu một người nhiều quá thì mày phải tràn tình yêu ra cho những người khác. So sánh hai á. Đúng là lý do của việc ngoại tình ấy. À, có người có bồ ơi. Không có người nữa. Hay đi chết rồi. Còn mẹ chưa. Cần nghe đấy, nghe đấy. Anh bằng đấy. Bạn tôi tự tin vãi rồi. Bạn tôi tự tin vãi rồi. Ôi, tôi xuyên đấy. Ai sao? I believe I can fly. Wow 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 wow. Super solo. Check. Nấp vào tùng chiến đây, nấp vào góc ulti luôn. Đã đặt câu thua. Không phải thế tùng chiến này. Đang leo ulti. Còn thằng nữa, còn thằng nữa. Cũng có cái luôn. Đeo chết mẹ. Phải hiểu phải. Chết con mẹ mày rồi. Mẹ, đéo gì vui bằng sau cái là mệt mỏi bị anh Sang lừa bắn con bé. Mày tưởng tượng mày đi làm cả ngày về mệt đấy. Xong thằng Sang ấy bơ lận, bơ lận, con bé làm thumbnail của tao, xấu vãi luôn, làm lại. Nghe tệ á. Ai cả lộn luôn. Hay tụi chiến ơi. Hay chiến ơi, tao chắc chắn mới bắt được thêm một mạng nữa. Cả tôi tao chưa cao đến thế bảo ơi, mà khen thêm câu nữa đây. Mày thằng đẹp trai nhất thế giới ơi. One enemy remaining. Lần cuối thấy nó ở đâu á? Lần cuối nghe nó ở ti. Ngon. À. Thật là hồi bị tên đi thiệt. Hay dùng chiến này. Dùng chiến này đừng thò ra đừng dùng chiến này. Ok rồi. Mà là phải né Thiếu ơi, sợ cái gì Hiếu? Mày sợ cái gì Hiếu? Tao sợ cái gì nhỉ? Mày sợ cái gì Hiếu ơi? Tao sợ cái gì nhỉ? Lên Hiếu ơi! Lên Hiếu ơi! 100 sai. Một gì ơi? Đồ em mới quá, chưa quen. Ở bên trên dùng chiến thôi. Mẹ con mẹ. Dùng chiến đi, dùng con đi, dùng chiến. Ok, ok. Con đến lốc mẹ người nhá. Cứu nào, cứu nào. Cứu nào. Cứu nào. Mẹ em nhưng biệt độ siêu nhất đó. Sợ vậy. Tao thấy thằng Sang vừa tắt qua trước mặt thằng Tùng Chiến, thằng Tùng Chiến nó không làm được gì. Thầy cứu ạ. Đúng rồi, mua ma sổ. Đỏ với tao. Cái gì đấy? Mau vậy, hứa luôn. À, lối xếp ốp, đúng rồi, lối xếp ốp. Cầm mẹ rồi. Khi nó ngồi A ấy. Mày khổ lò. Ôi, cứu tao. Xiên như xiên bẩn luôn.
bị bắt rồi, béo gai đúng không? Béo gai à? Béo gai là cái danh hiệu ông mặt mắt kìa. Ôi, ôi, không, tao không muốn đánh mày. Béo gai, béo gai, béo gai, béo gai. Bắt tao gọi mày bằng bố đến hết cuộc đời luôn. Kết quả ADN xét nghiệm cho thấy Tạ Hữu Thắng không phải là bố của Phan Việt Hoàng. Đi đi đi, dẹp 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 đi. Ok, hôm nay không ai béo gay cả. Chết rồi, cứu 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 cứu. Ba thằng ba đủ ba đủ 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 ba đủ 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 ba đủ 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 ba đủ 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 ba đủ ba đủ. Ôi cây đĩa sinh nhật tôi này các bạn ơi, 22 tháng 7 sinh nhật tôi nha, nhớ nhá. Quên rồi. Good plan này, anh bảo anh cầm rồi. Một móc nữa. Tìm chết trai hết à. Về chạy luôn, clear, Bilibi. Vào luôn, clear. Cầm dao ra chạy. Blend. Hở ra thằng ơi, trong cái thùng bên trái. Đúng rồi. Bọn mày chạy hết về long luôn, ba thằng béo. Thằng nào béo chạy về long đi, mau lên. Chạy bắn. Phan Anh. Chạy bắn. Mẹ nó đang định múa. Thằng nào không béo clutch thằng này đi. Phan Hoàng, mẹ, sao không win luôn đi? Nói cái gì kêu ơi? Nó xuống hờ, như gái TikTok. Hiếu cứ từ, đừng đấy Hiếu ơi. Cứ từ, đừng nghe Hiếu. Tao đang đứng sao ơi? Đúng rồi, đứng tiếp đi. Ok, sao ơi? Đi luôn, chạy luôn, giết máu luôn, đi. Cái trái mày, đúng. Ôi con mẹ mày, tao bắn cả băng đèo chúng như nào. Chó đâu, chó ơi. Chó đây. Chó vào đây làm gì thắng? Mẹ nó phải sai mà. Rồi chó vào tường à? Đéo biết là chó. Tao bắn hả cái lon. Bên trái mày mù đi, bù luôn. Hay quá anh ơi. Đi chứ chớ. Anh cứ liên. Vào luôn, tụng chiến đây đi, tụng chiến đây, vào luôn đi. Chạy đi. Sao lâu lâu không đi nó. Đấu luôn. Avenger Assemble. Tao thấy nguyên cái dòng họ nhà nó ở ngoài đấy. Từ ông cố nội đến thằng cháu chắc. Mẹ nó. Hai Ultimate Phân Hoàng. Mày vừa xem một video. Ok, tưởng cái mày lắm mày. Lực nó đấy đúng không? Tại sao? Anh yêu thương quá. Giáo chiếc của mẹ nó bỏn thôi. Bỏn. Một máu. Thề nó đúng một máu luôn. Lùng quá. Đây này. Waki thằng béo. Nó thấy như vậy rồi. Lên. Shit. Yo. Sorry. Thằng nghe thằng này bảo là lên nhanh lắm rồi nhở. Tao không ngờ là viên đạn này nó lại trúng vào người đó. Thế ngay từ bắt đầu xong mày còn bắn. Anh chạy cái chiếc thằng. Tao chơi mày nữa. Làm được. Ê, vẫn thắng được. Chỉ còn ra ngoài. Mẹ em. Làm được. Bên cuối. Hứa. Bên cái đi nó vừa bắn con trong sai mà. Hứa, con men. Cắn không? Mẹ mày sao? Mẹ mày sao? Con mẹ mày sao? Lù. Nhiều khi phải tự hỏi sao vẫn tin rằng sai ấy. Chỉ vì một câu hứa. Let's say goodbye. Give us a. Don't you be much call here.